Dũng xin chào các bạn nha. Thì sáng nay Dũng sẽ thực hiện một chuyến đi. Mình sẽ đi Vũng Tàu các bạn, nhưng mà đi qua phà. Thì các bạn có biết phà đó là như thế nào không? Thì nó là tuyến đường đi từ Cần Giờ qua Vũng Tàu. Và nó như thế nào? Thì bây giờ xin mời các bạn cùng đi theo Dũng nha. Bây giờ là 5:15 sáng rồi. Giờ mình sẽ đi về Cần Giờ. Thì qua hai cái phà nha các bạn. Một cái phà từ bên Nhà Bè qua Cần Giờ. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm tới cái phà thứ hai, đó là phà Cần Giờ đi qua Vũng Tàu. Giờ Dũng sẽ kiếm cái chỗ để mà đổ xăng trước. Thì xe cũng còn khoảng gần nửa bình. Đổ xăng xong mình đi. Cũng lâu rồi Dũng cũng không có lấy xe đi phượt một mình. Thì hôm nay xem được thông tin ở trên mạng là có chuyến phà từ Cần Giờ đi qua Vũng Tàu, thành ra mình cũng muốn trải nghiệm thử cho biết nó như thế nào. Vì trước đây là có những cái ghe nhỏ hơn, nhưng mà bây giờ là lại có phà lớn chở được xe ô tô luôn, rồi xe máy trên đó đi qua bên Vũng Tàu. Cảm giác hôm nay được chạy xe lại thấy thích lắm, lâu lâu mới được đi xe. Các bạn, Dũng đã đi ra đến Phù Đổng Hiên Vương quận nhất các bạn. Giờ mình đi vòng đây kiếm một cái lon nước Monster để đem theo lát nữa mình thưởng thức nha các bạn. Nước nó uống ngon lắm. Rồi đem lấy nước. Đây bạn, Monster đây bạn. Dũng thì lúc trước uống cái màu này đen xanh lá, nhưng mà sau này thấy cái màu trắng này ngon hơn. Đây mình lấy lon này. Rồi đi tính tiền. Rồi cảm ơn em. Rồi. Khoái khẩu của Dũng nè bạn. Bây giờ thì chúng ta đang ở bên Nhà Bè nha bạn. Gần tới phà rồi. Thì đặc thù của cái con đường này nè, Huỳnh Tấn Phát này nè, là khúc Nhà Bè nha. Là ban ngày các bạn phải đi sát bên lên trong hay có công lộ đứng lắm. Cho nên các bạn phải cẩn thận nha, đi vượt ra lên bên ngoài là sẽ bị thổi á. Chung là hôm nay tuyến đường mà Dũng đi là không dành cho mô tô phân khối lớn. Tại vì quy định tốc độ kia đồ, ý là đây là những con đường cục từ Sài Gòn xuống đến Nhà Bè, để từ Nhà Bè qua Cần Giờ, từ Cần Giờ nha, trong phạm vi Cần Giờ là đường cục rồi. Các bạn cũng khó tránh khỏi cảnh sát giao thông lắm, cho nên là thôi mình cứ đi tàn tàn thôi. Giờ bây giờ mình sẽ mua vé đi vào phà. Nhiêu chị? Rồi, phà quá đông luôn rồi. Đây là khó rồi. Thôi mình chờ phà sau các bạn ơi. Đứng đây ngắm mặt trời lên. Mặt trời đang lên đẹp quá các bạn ha. Màu đỏ rồi, phà đang đi luôn. Lâu lâu cũng có dịp thôi mình cũng thong thả thư giãn, vừa ngắm phà chạy giờ vừa ngắm phà đổ khách xuống luôn và ngắm mặt trời lên luôn. Hiếm khi mà có cái cảnh này lắm bạn, để mình chụp lại coi.
Cái này hiếm lắm, lâu lâu mới có một cái. Đẹp quá bạn ơi. Wow, đẹp quá. Dũng chụp được một tấm đẹp quá, lấy được không mất xe, thấy được hai cái phà luôn. Để mình chỉnh là nước lên chơi. Bạn mình lên phà luôn bạn ơi. Tranh thủ lên lấy cái view đẹp nha bạn. Thì mình đứng cái vị trí này cho nó thích hợp tí, view đẹp đẹp. Rồi, view này là quá ok luôn. Lại chụp thêm tấm hình nữa đi. Ok, có tàu tuần tra biển đang chạy đó bạn. Đó, thì mình chưa khó mình chờ một chuyến phà để mà mình đứng được thoải mái hơn, cũng ít có chen hơn. Thì bây giờ chỉ còn nghỉ ngơi thư giãn thôi và ngắm cảnh. May mắn quá hôm nay đi đến đây. Thì bây giờ là 6:26, mặt trời vừa lên, không kịp để ra biển ngắm mặt trời thì thôi mình ngắm bình minh ở tại phà ở đây là Nhà Bè, nhìn qua Cần Giờ cũng được nha bạn. Bây giờ phà đã qua đến Cần Giờ rồi bạn, giờ mình sẽ xuống phà. Rồi lên đất liền mình chắc là đi kiếm cái gì đó mình ăn lót bụng cái. Chắc là mình ghé qua quán phở bên đây mình ăn, mình hay ăn quán phở bên đây. Rồi phải đi vòng lại. Thì qua đến khu vực bên đây rồi mình cứ tàn tàn đúng km. Bởi vì công lộ bên đây gắt lắm nha bạn. Giờ vừa đi tàn tàn vừa thư giãn nghe nhạc, xả chết qua những ngày mệt mỏi trong cuộc sống. Và đi tìm hiểu, chia sẻ với mọi người một cái con đường mới, phà lớn Cần Giờ Vũng Tàu. Trước mặt mình rừng sát nữa bạn. Hai bên là rừng sát, hàng cây, thoải mái, thú vị, không khí trong lành. Lâu lâu được rời khỏi thành phố nhộn nhịp, chật chội và khói bụi, đi về đến nơi hoang sơ như thế này, cảnh thiên nhiên, không khí trong lành quá đã. Thì các bạn thấy đường thơ mộng không bạn? Thú vị ha. Đường hoang vắng, ít người lắm, thì lác đác người thôi, thư giãn lắm. Đường quá đã luôn, chuẩn bị vào thành phố Cần Giờ nha các bạn. Đây đang sửa đường. Đường chỗ này đi đã lắm, nhưng mà quy định đây là đi 50 là đi nhanh quá thì sợ người ta đi qua lại nguy hiểm. Tại vì hai bên là cây nó khuất. Đường sướng gì chứ, các bạn thấy đường đẹp không? Quá đẹp luôn ha.
Dũng đi mô tô anh em mới rồi nhẹ cái lên 70-80 rồi anh cũng hơi quá đáng tí so với quy định. Rồi mình giảm lại để kỳ lắm, để Dũng tìm cái quán hàng nào Dũng hỏi cái đường đi phà đó nằm ở đâu mình cũng chưa biết nữa. Con hỏi thăm cái bến phà đi Cần Giờ Vũng Tàu nằm đâu? Cái bến dạ bến mới á. Dạ con cảm ơn. Dạ 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 con... Đây nè bạn, đây có cái ngã tư nãy bác gái nó chỉ là cái ngã tư Quẹo Trái đem thẳng xuống thì để mình xác định lại lần nữa có đúng không, chứ nhiều khi sợ là mình nghe lộn. Bến phà đi Vũng Tàu đi cái này không? Dạ cảm, dạ cảm ơn. Đúng rồi các bạn, hôm nay đích đến của chúng ta là Vũng Tàu chứ không phải là Cần Giờ, cho nên mình chỉ đi ngang qua Cần Giờ thôi. Còn bây giờ là lên vượt biển. Rồi bến phà Cần Giờ Vũng Tàu. Bây giờ trước khi đón phà thì mình xem cái view ở đây nha bạn, rồi mình tìm hiểu xem phà khi nào có nha bạn, rồi giờ đi như thế nào ha. Rồi chắc là Dũng sẽ đậu xe lên trên đây đi. Rồi mình vô mình hỏi người ta. Đây các bạn, bạn vẽ hành khách 70.000, xe máy 50.000, thì còn lại là những cái xe khác, ô tô kia, các cái xe lớn, tải lớn. Để mình hỏi thử rồi. Dạ, chào, cho anh hỏi đi Vũng Tàu là khi nào có chuyến? À, 10 giờ đó. 10 giờ. Yeah. Một, bây giờ ít khách như vậy là một ngày mình được mấy chuyến? Dạ, hiện tại 2 tiếng một chuyến. Dạ. À. Bây giờ là mua vé chờ hay là tới lúc đó mua? Dạ, bây giờ mua vé chờ. Bây giờ mua được phải không? Dạ, được. À. Rồi, bây giờ. Ủa cái vé đó là đúng giờ đó luôn hay là nếu mà anh quay lại đây trễ hơn thì anh đi chuyến sau được không? Một... À, rồi giờ cho anh mua chuyến 10 giờ. Đúng rồi, một người một xe em. Giờ cho anh gửi. Rồi, cảm ơn em. Từ ngoài chỗ mua vé đó thì không có quẹo vô đường này mà mình đi quẹo bên tay phải vô trong cái cổng xét vé ở đây rồi chạy vô trong này. Ở đây chờ khi nào mà phà tới á là mình chạy xe ra chỗ cửa này đi ra xuống phà, còn ở đây là chỗ ô tô đậu. Thì chuyến đầu tiên là 6 giờ sáng, rồi cách 2 tiếng sau là 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 2 giờ, 4 giờ và 6 giờ chiều. Thì như vậy. Thì bây giờ vào ngày thường thì rất là ít xe máy cũng như ô tô. Thì mình mới vừa tìm hiểu qua thì đây là bến phà tư nhân. Và họ chỉ có thể lấy lại vốn tiền dầu ở những ngày mới khai trương này á, vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi mới có xe đông để mà đi phà.
Còn ngày thường như hôm nay là thứ hai đầu tuần thì vắng lắm. Rất là vắng. Dũng đi chuyến 10 giờ, bây giờ là 9 giờ 35. Thì chuyến phà từ Vũng Tàu đã quay về tới bến phà Cần Giờ. Họ chuẩn bị cập bến nha bạn, để đưa khách xuống. Thì phà sân đậu xe cũng rộng rãi lắm rồi. Theo mình thấy cũng rộng rãi lắm. So với phà Bình Khánh thì chiều dài chắc cũng tương đương á. Nhưng mà ở đây được 2 tầng ghế ngồi. Đó, bạn nhìn cảnh phà đang cập vô bến đó bạn. Người đi bộ rồi xe máy nhiều, ô tô thì hôm nay chuyến này mình không thấy ô tô. Chỉ thấy xe máy thôi. Mình được lên phà rồi nha bạn. Đi qua cổng để mà lên phà. Thì đây là lần đầu tiên của Dũng được trải nghiệm xe ba người cùng vượt biển bằng phà. Thú vị ha. Trước giờ thì mình chỉ xe ba người vượt sông bằng phà thôi. Còn lần này là vượt biển bằng phà. Và mình sẽ chọn cái vị trí đậu. Thì mình cũng xin mấy anh là cho xe mình đậu đây. Cái biểu đẹp đẹp tí mình ghi hình cho đẹp. Thì cuối cùng sau một thời gian chờ đợi mình đã được lên phà rồi. Đây là chuyến phà vượt biển đi từ Cần Giờ qua bên Vũng Tàu. Thì mình sẽ đi từ sau lưng Dũng đây. Và mình đánh một cái vòng quẹo tay phải đi qua bên biển Vũng Tàu nha các bạn. Bây giờ thì Dũng mời mọi người cùng với Dũng mình vào bên trong nha các bạn. Đây là bên trong phà thì ghế rất là nhiều, rộng rãi. Ở đây có cả tivi để cho khách ngồi coi luôn. Có máy lạnh luôn nha các bạn. Thoải mái, thú vị. Thì hôm nay là ngày thường vắng quá. Đây, ghế có luôn cái bàn ăn và để nước luôn các bạn. Rồi có cả công sạc USB luôn. Ghế này hình như là ghế cố định, không có bật dựa ra được nha bạn. Bởi vì tuyến đường đi ngắn lắm, chỉ có 30 phút thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu tham quan qua nha bạn. À, ở đây có cái chỗ để đồ hành lý nữa. Mấy trên. Rất là lâu rồi Dũng đã từng đi tàu cánh ngầm, thì đây là lần thứ hai Dũng trải nghiệm qua phà biển. Ở đây là mình nhìn được cái view ra bên ngoài xe của mình, nhưng mà mình không có đi ra ngoài được. Hiện tại là phà không cho phép. Đây là trên lầu 2 của phà. Thì phà ngày thường rất là vắng. Nghe nói thông tin là phà này chở được ô tô để mà lưu thông bớt cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cho nên là có lẽ là xe thương mại đi nhiều, nhưng mà hiện tại là do giá vé vẫn còn cao, chưa có nhiều người biết đến nữa, cho nên là đi rất là ít. Rồi bây giờ mình ra ngoài coi tiếp cái view bên ngoài nha các bạn. Dũng thì Dũng thích đứng bên ngoài để trải nghiệm hơn. Bên ngoài nó thoải mái thú vị dù nó hay nắng. Nhưng mà mình vẫn thích đứng bên ngoài hơn. Trời xanh đẹp. Đây, phà đang rời bến. Được 3 xe ô tô. Mọi người ủng hộ phà mọi người ơi. Phà vắng quá thì tiền dầu chịu sao nổi. Nhưng mà chủ đầu tư vẫn muốn giúp người dân có được cái trải nghiệm từ Cần Giờ qua Vũng Tàu. Cho nên mọi người ủng hộ ngược lại nha mọi người. San sẻ với nhau. Rồi bây giờ phà đang tăng tốc. Đã quá.
chụp view quá đẹp luôn. Để Dũng tranh thủ Dũng chụp lại cái view đó, Dũng tranh thủ chụp lại view biển, biển quá đẹp. Gần đến Vũng Tàu rồi các bạn. Đây các bạn coi xa xa Vũng Tàu trước mặt đây. Đó, trước mặt là Vũng Tàu đó các bạn ơi. Thành phố Vũng Tàu đây. Vậy là mình gần tới nơi rồi. Sau khoảng 30 phút. Tàu biển nha các bạn. Quá đã, quá đã, một trải nghiệm thú vị nhưng mà say sóng các bạn ơi. Nhấp nhô, tàu chạy vận tốc nhanh, thành ra sóng nhấp nhô. Ai mà không quen lát nữa là nôn luôn. Thú vị quá. Mình nghĩ là chỗ này là tàu sẽ vô ngay khu vực bến tàu Cánh Ngầm luôn, gần gần chỗ chợ chợ lưới đó các bạn. Thì 10 giờ qua đây khoảng 10 giờ rưỡi là cũng đến giờ cơm trưa luôn. Ai mà thích ăn hải sản thì ghé đó order được. Nhưng mà phải có chỗ ăn nha. Tại vì ở đó chỗ chợ lưới là chỉ có bán và nấu thôi, không có cho ngồi ăn uống ở đó. Thì các bạn phải có chuẩn bị chỗ ăn trước. Thường vô mấy hàng quán khác vòng vòng bãi biển thì họ có bán đồ ăn, cho nên là mình đem đồ ăn vô rất là khó. Chỉ có đem ra ăn vào trong phòng khách sạn là ok thôi. Một vài quán nước nhỏ nhỏ thì mới có thể ngồi ăn được. Theo Dũng tìm hiểu thì như vậy. Tàu bự quá, bến tàu đây quá trời luôn. Để hôm nào có thời gian mình sẽ làm một cái video nói về đi đánh bắt ở biển Cần Giờ và Vũng Tàu nha các bạn. Có dịp thì Dũng sẽ làm cái video. Tàu đang giảm tốc độ từ từ để mà vào bến nữa bạn ơi. Để bạn làm một cái view sau đưa tàu thấy thú vị ha. Lần đầu Dũng nhìn cái cảm giác này. Tàu nó trôi lùi về sau của mình. Thì sóng biển thì nhấp nhô các bạn thấy không? Thấy nhấp nhô không? Mình đang đứng trên phà, còn phà lắc lư nhưng mà mình thấy cái biển nó nhấp nhô, thú vị thiệt. Một cảnh tượng mà hiếm khi Dũng được trải nghiệm. Thấy cũng vui. Đang cập bến từ từ rồi bạn ơi. Mọi người đang ra lấy xe rồi đó. Tàu đã giảm tốc độ luôn rồi. Giờ bến á. Mình coi cái view ở đây cái nha. Trải nghiệm thú vị quá. Sóng dập dìu những con tàu. Đúng là nghề biển cũng có cái khó của nghề biển, gian nan thì chứ. Phải quen với lại sóng gió và nắng, nước biển mặn nữa, thấm vào da thịt. Xa xa đó là cái bến phà và cái phà này sẽ cập vô đây. Chỗ này gần chợ lưới không anh? Hả? Chỗ này kế chợ lưới không anh? Sao sao anh? Kế chợ lưới không? Bến này kế chợ lưới không? Bến phà Cánh Ngầm không? À, để lát em lên em kiếm thử cũng được. Lúc nãy em tưởng nó đậu chỗ này là ra chợ lưới gần, nhưng mà thôi để lên em coi lại thử. Chỗ này chắc vô tới trong khu dân cư rồi, khu nhà dân nữa. Rồi tàu đang từ từ vào bến nha bạn. Rồi chúc anh và anh em sức khỏe nha. Hẹn gặp lại anh. Chúc anh có nhiều khách hơn. Mọi người đang nôn nóng để lên trên bờ. Chuẩn bị sẵn xe hết rồi.
rồi các bạn, thì bây giờ phà của Dũng từ Cần Giờ qua Vũng Tàu đã đến nơi rồi, đã đến bến phà Vũng Tàu. Thì giờ Dũng sẽ lên bờ. Dũng xin kết thúc video clip ở đây với nội dung là nói về tuyến đường đi từ Cần Giờ qua Vũng Tàu bằng phà nha các bạn. Và chúc mọi người nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống và an lành. Rồi nếu mọi người cảm thấy video của Dũng nó thiết thực thì hãy ủng hộ Dũng, chia sẻ giúp Dũng và cho Dũng một like và subscribe nha các bạn, để Dũng có thêm động lực làm nhiều video hơn nha các bạn. Thì đối diện bến phà đó là vựa hải sản Tiến Đạt, số 350 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Để Dũng cho các bạn xem cái view của bến phà. Về đây đó bạn, bến phà Vũng Tàu Cần Giờ. Thì bây giờ Dũng sẽ đi tàn tàn ở biển Vũng Tàu, rồi mình sẽ đi đường bộ về chứ không có đi đường phà nữa. Dũng xin kết thúc video clip ở đây. Chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống và sức khỏe.